Hello mọi người. Hello mọi người. Ai tới rồi thì có gì thì cho Harry biết dấu hiệu ha. Hello. Hello Kỳ Duyên, hello Trần Thị Thúy Hoa. Hello VM, hello Hiền Lê. Hello Nhóc Nhung. Đông Ly, Phạm Thanh. Hello mọi người. Lâu lắm rồi, thiệt sự là quá lâu lắm rồi mới livestream. Tại trước đó thì Harry đi Hàn Quốc hơn 2 tuần. Sau thì Harry mới về Việt Nam được hình như một tuần rồi đó, một tuần, đúng rồi đó, một tuần. Xong bây giờ thì ngày mai thì Harry lại bay qua bên Mỹ nữa. Đấy. Cho nên đang nghĩ là hôm nay chắc là hôm nay thì mới có thể là nói chuyện với các bạn được. Đấy. Hello mọi người nha. Hello, hello. Các bạn có khỏe không? Có khỏe không? Ê, còn bạn đó Harry thì khỏe đó. Các bạn nhớ nha, đi đâu cũng phải nhớ đeo khẩu trang kỹ vô, chứ không đeo khẩu trang là hơi mệt á. Bây giờ là các bạn phải đeo khẩu trang. Harry mới đi, Harry đi Hàn Quốc, Harry đi ở đâu, bất kỳ ở đâu cũng phải đeo khẩu trang hết luôn. Đi leo núi cũng phải khẩu trang, rồi đi xem ca nhạc, đi xem nhạc kịch, rồi đi xem kịch bình thường, bất cứ cái gì cũng là Harry đi, Harry mang theo khẩu trang hết. Và bản thân tất cả những người Hàn Quốc đi xe điện ngầm hay là đi xe buýt, bất kỳ ai cũng là người ta đeo khẩu trang hết luôn. Đi xem kịch cũng là đeo khẩu trang hết luôn, ai cũng vậy hết luôn. Đó, bây giờ chúng ta phải cẩn thận mọi thứ. Mình không cẩn thận xong rồi mình lây cho người ta thì tội nghiệp. Cái đó là Harry nghĩ là một cái lịch sử tối thiểu. Cho nên các bạn có gì thì nhớ ấy nha, nhớ đeo khẩu trang kỹ nha. Bạn Harry thì nãy giờ chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị đi Mỹ. Đó, ngày mai sáng sớm là mình bay rồi. Cho nên Harry sợ là không có gặp được mọi người. Cho nên hôm nay Harry livestream luôn để tâm với mọi người luôn. Đó, nãy giờ là make up xong. Đấy, cũng được hen. Tại vì Harry chưa ăn tối gì hết. Lát Harry sẽ đi ăn tối. Tối mình sẽ đi ăn chung với chồng. Các bạn có biết không, 3 tuần rồi Harry chưa có, à không, 2 tuần hơn rồi Harry chưa có ăn cơm chung một bữa nào với gia đình luôn. Chồng mình cũng chưa ăn được luôn. Đó, tại vì mình ai cũng đi làm việc hết đó, bận rộn quá không có thời gian á. Xin lỗi mọi người hen, tại vì da Harry đang bị hơi khô, tại vì mới đây đi Hàn Quốc á. Hàn Quốc về á, da nó đang bị khô khô. Hơi khô thì Harry xịt cái xịt cái nước khoáng á, thì nó sẽ nó ẩm lại. Hello mọi người. Đấy. Có những bạn cũng hỏi là sau khi make up có thể xịt nước khoáng không, thì Harry nói cho các bạn là xịt được rất là bình thường. Đó. Thì đó, giống như là cái này nè, Miu Skin là Harry hay xài á, thì cái này thì thực sự là nó trước khi mình make up mình xịt cho nó, da mình nó có cái đầy chất dưỡng ẩm mà nó một cách rất là nhanh chóng. Tức là những người mà rất là bận rộn đi làm việc á, thì thật ra xịt một cái này sau đó thì mình make up luôn cũng rất là ổn. Nhưng mà trước khi make up các bạn cũng phải luôn luôn nhớ là phải làm kem chống nắng đàng hoàng nha. Đó, đó. Với lại Harry phải so sánh là nếu mà Miu Skin với những cái khác, sản phẩm khác, những cái gì mà liên quan tới xịt khoáng á, thì nó có cái khác là như vậy. Những cái xịt nước khoáng á, là những cái khác á, thì mình xịt xong á, thì có thể là lấy cái chất ẩm từ da của mình nó lấy ra, thì da mình nó sẽ càng khô hơn. Còn cái này là nó dạng kiểu là gel á, cho nên nó trong đây nó có cái chứa dinh dưỡng nhiều. Cho nên các bạn khi mà các bạn xịt cái này á, thì nó không có cái cảm giác là nó lấy cái chất ẩm ra ngoài,
mà là nó chứa cái chất ẩm vào cái da của mình, cho nên da của mình nó không có bị khô. Cho nên những phụ nữ, những đàn ông nào mà đi làm việc mà chỗ nào mà nó có máy lạnh rất là nhiều, thường là chỗ máy lạnh nó là da nó làm cho mình rất là khô, thì các bạn nên xịt cái này. Tại sao không được làm cho da khô? Rất là nhiều bạn nói là da khô thì mình cảm thấy thích hơn, không có ra dầu hơn, nhưng mà thực ra thì các bạn đều sai hết. Nếu mà da của các bạn khô và các bạn khi cười mà nó có cái nếp nhăn gì đó thì có nghĩa là da nó lão hóa, da nó càng ẩm, và nó cái khi mà mình cười hay là làm cái gì đó mà da nó không có cảm giác là nó căng mà căng khô á, có nghĩa là da của các bạn không có bị già. Còn nếu mà các bạn để cho da mình nó càng khô thì nó lão hóa nhanh lắm, nếp nhăn nhiều lắm, cho nên các bạn đừng bao giờ để da khô nha. Đó là những gì Harry muốn chia sẻ đó. Với lại thêm một cái nữa là cái này nó có con cái chứa được, nó rất là hay, là cái này là xịt nano. Các bạn có biết nano không? Đó, ví dụ là giống như là các bạn làm cho cái da mình nó vô trong sâu thiệt là sâu, thì nó phải nó có cái nó như là hạt bụi liti thì nó mới bám vô sát da. Còn nếu mình xịt khoáng bình thường thì nó chỉ là ở ngoài da thôi, nó không có thấm vô sâu. Còn cái này nó là dạng kiểu nano luôn, cho nên rất là thích. Nói chung là bản thân Harry á, quảng bá cái gì á, là và cái gì mà Harry một khi Harry xài rồi á, thì rất là nhiều bạn hỏi là Harry giống như là sales đi bán hàng vậy đó. Mà tại vì bản thân Harry cảm thấy xài thực sự cảm thấy ổn rồi thì mình mới nói cho người ta và mình có thể xài được. Còn nếu mà bản thân mình xài không ổn thì mình sao mà dám nói, đúng không? Đó, đấy, mình là vì có tâm lắm đó các bạn. Đấy, hai cha. Bây giờ cũng có bạn nói là đấy, cũng nhiều người bạn hỏi là mới đây Harry có mập lên thì sao mà có thể giảm xuống được. Thì mới đây Harry đi Hàn Quốc ăn nhiều lắm các bạn ơi. Harry tăng lên, so với gầy nhất thì tăng lên 4,5 kg. Khủng khiếp không? Khủng khiếp thiệt sự. Rất là khủng khiếp. Đó, cho nên Harry phải làm gì? Harry phải ăn bớt lại. Đấy, nói chung là vậy nè, muốn làm cái gì á thì mình phải ăn bớt lại, uống nước ép nhiều. Đó, thay vì cơm thì mình uống nước ép nhiều vô, hoặc là mình với lại mình mỗi ngày nếu được là tập thể dục 20 tới 30 phút mỗi ngày thôi. Hoặc là mình có thể là mình đi bộ nhiều chẳng hạn. Giống như là mới đây đi Hàn Quốc nha, đáng lẽ là Harry phải mập hơn mới đúng, nhưng mà bản thân Harry một ngày là đi bộ trên 10.000 bước, đi đâu cũng là 10.000 bước, không có dùng thang bộ, không có dùng thang máy cuốn gì đó, mình không dùng là mình đi bộ hết luôn, đi bộ từng bước, nhưng mà cái cách đi bộ của Harry nó không phải là tập vậy, mà cái nhấn lên cái chân vậy đó, nó đi vậy nè, nhấn lên, để giống như là cảm giác là mình thay vì mình tập thể dục ở nhà gì đó thì mình tập thể dục thường xuyên như vậy, đó là cái cách mà làm sao cho nó giảm cân của Harry nó được tốt hơn. Đó, thì mấy ngày nay là mình tất cả chế độ ăn là mình ăn ít lại. Đó, rồi uống nước nhiều. Đó, uống nước ép trái cây rất nhiều. Đó, kiểu như vậy đó. Đấy, đó là cái cách mà giảm cân được. Mới đây của Harry chỉ có trong vòng 4 ngày là Harry giảm được 2 kg rồi đó. Rất là chúc mừng. Tưởng là không xuống được rất là buồn, ai ngờ lên được rồi, xuống được rồi đó. Rồi tới ngày mai mình đi Mỹ thì mình mới bắt đầu sợ nữa, là mình có sợ là mình mập lên nữa không. Nhưng mà chắc chắn là lần này Harry phải đi mang thêm cái gì ta, cái thảm mà tập thể dục và tập yoga đó, chắc mang theo cái đó để mình có thể tập thể dục cho nó thường xuyên hơn, chứ đi kiểu này là chết. Đúng rồi, mập lên là không được đâu, đúng không? Cái ngày đầu tiên Harry quay chương trình, Harry trời tưởng là Harry, trời ơi, nóng quá trời nóng ở dưới đây nè, thịt quá trời thịt, rồi thịt ở đây nó búng sữa luôn, trời ơi, nhiều người cười quá trời cười luôn, cảm thấy rất là mắc cỡ, hiểu không? Đấy, giờ thì giảm lại rồi, mừng dễ sợ luôn. Thì là Harry giảm được có 2 kg, nhưng mà 4 ngày giảm được như vậy là ổn rồi. Rồi sau đó là mình tự tự duy trì xong rồi thì mình sẽ tiếp tục xuống tiếp theo, đó kiểu như vậy là được. Chứ một chỉ có em mà nói mình giảm xuống liền, ăn là nó mập liền luôn. Cho nên quan trọng nhất là duy trì nha các bạn. Giảm cân tất cả quan trọng nhất là duy trì. You're so beautiful but don't eat too much.
không có muốn ăn, nhưng mà cái món ăn nó ngon nhiều quá cho sao giờ, rất là mệt mỏi. Những người mê ăn như Harry thì cảm thấy rất là mệt mỏi. Dấu nha, con mèo nhà mình đang phá. Bây giờ Harry sẽ giới thiệu cho con mèo của nhà mình ha. Đây dấu ya vô quên nhì lắc ít xích. Con này nó đã cũng đang biết là nó đang làm sai. Vậy tôi ra anh nhân hiếp ba. Dấu ya anh nhân hiếp ba. Xin chào các bạn, chào các bạn, chào đi dâu ơ. Đây là con của mình dâu ơ đó các bạn ơi. Đấy. Ôi cụ, ôi cụ, ôi cụ, ôi cụ, ôi cụ, ôi cụ, đi ra kìa. Ôi hả, ôi hả, ê. Ám đồ ăn kia rập chờ, ô, ô, ô. Con này dạo này nó nhõng nhẽo lắm các bạn. Rất là nhõng nhẽo. Quá nhõng nhẽo. Rồi đừng phá nha, con ơi đừng phá. Ok đi ra chỗ khác đi. Đấy. Xinh đẹp thông minh đáng yêu. Đây là nói về con dâu hay là nói Harry Won? Nếu mà nói cả hai cũng được, mà nói một mình dâu cũng được, nói mình thì cũng được hen. À, nói chung là đó. Dạo này thì Harry sống như vậy đó, đi suốt đi nước ngoài, rồi bên Việt Nam thì chưa được gần một tuần thôi là Harry phải đi bên kia nữa, đi Mỹ nữa, rồi đi Mỹ diễn. Đó, thời gian tuy là bận rộn nhưng mà Harry cũng cảm thấy rất là vui. Nói chung là Harry thấy cuộc sống mình nó bận rộn thì mới vui à. Chị Harry với anh Trân Thành thích mèo quá. Trời ơi, thương nó lắm các bạn ơi, thương lắm, mình thương nó lắm luôn, rất thương. Đấy. Đó. Với lại các bạn khi mà đi nước ngoài, hay là không phải đi nước ngoài hay là bất kỳ ở đâu cũng vậy, Hàn Quốc cũng đang bị cái corona rất là nhiều, cho nên các bạn cũng phải nên cẩn thận. Nói chung là mình đi ra ngoài là mình phải rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang vô, ở đâu cũng vậy luôn. Đó, cái đó là một cái quan trọng nhất. Harry cũng trước khi mình dưỡng da mặt hay là make up hay gì đó là Harry rửa tay hết, mà rửa tay bằng xà bông hết 30 giây rồi thì mới bắt đầu dưỡng da, rồi mới bắt đầu make up này nọ đó. Đó là tất cả những cái gì là mình phải giữ vệ sinh trước đã rồi thì mới dùng ha. Này. Ồ, mà các bạn không biết có các bạn có bị gì không? Tôi giống như là tay của Harry nó bị ở đây nó đen đen xíu. Các bạn có biết tại sao không? Cái này là tại vì Harry đi Hàn Quốc á, lạnh quá, thời tiết nó lạnh quá, mình không chịu nổi, mà lạnh mà da thì nó khô, nó bị rát, cho nên mới da nó bị như vậy. Đó, ở trường hợp như vậy nó cũng xịt. Trời ơi, lần này Harry cảm thấy rất tiếc là tự nhiên mình không có mang theo cái này. Đúng rồi, lần này mình quên mang theo. Sau đó thì mình đi qua Hàn Quốc rồi thì mình hối hận quá trời, xong rồi thì cuối cùng thì mình không có được tốt, cho nên nó bị ở đây nó đen 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 đen. Bây giờ cái này nó đỡ rồi, Harry về nhà xong rồi Harry xịt hoài, dưỡng hoài rồi giờ thì nó đỡ. Chắc là lần này đi Mỹ thì mình sẽ mang theo cái Mio Skin để cho nó mình giữ gìn da của mình nó tốt hơn. Đó. Nói chung là các bạn ơi, muốn đẹp phải có chăm sóc, không có chăm sóc là không có đẹp được gì cả. Cái đó là Harry nghĩ là cái là một cái quy luật rất là rất là đúng hả? Mình phải nói như thế nào ta? Tức là mình phải chăm sóc mới đẹp, chứ không có người nào mà không chăm sóc gì hết mà nó tự nhiên đẹp ra thì Harry nghĩ là hầu như là không có được. Đó, giống như là người ta nói đó, phụ nữ không có người nào mà người xấu, chỉ có là người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Nhưng mà để biết, một khi biết làm đẹp thì ai cũng đẹp ra hết. Cái hình ảnh của Harry hồi xưa thì là xưa cũ thì Harry xấu quá, muốn chết luôn, nhìn không dám nhìn luôn. Bây giờ thì Harry thấy so với thời điểm đó thì Harry bây giờ đẹp hơn. Đó là Harry biết chăm sóc bản thân mình. Đó. Nếu mà biết từ nhỏ chăm sóc mấy cái da này nọ thì Harry nghĩ là Harry có thể là đẹp hơn. Cảm thấy rất là tiếc. Đó, mức độ dễ luôn á.
hồi nhỏ đâu có biết cái gì đâu, không có dưỡng da, không làm gì hết trơn á. Hồi nhỏ mình cứ nghĩ là học sinh là mình không có nên dưỡng da gì hết. Nhưng mà cái độ tuổi học sinh nó cũng có cái độ dưỡng da riêng, và mình phải xịt kem chống nắng hàng ngày. Nhưng mà mình đâu không có biết cái gì hết. Mình tưởng là cái đó là người lớn rồi thì mình mới biết dùng. Nhưng mà các bạn teen cũng vậy nha, nên dưỡng da. Khi mà Harry nghĩ là tới 12, 13 tuổi cũng không cần đâu, nhưng mà sau cái tuổi đó đó, tuổi dậy thì á, là Harry nghĩ là nên cần, nên rất là cần. Mình phải dưỡng da từ nhỏ, kem chống nắng hàng ngày, cái đó là làm cho da của mình nó khỏe mạnh hơn, và nó mình có thể là làm cho chống già của mình rất là nhiều. Đó, cái đó là Harry nghĩ là rất là cần. Thì cũng có người hỏi là cái này dùng từ bao nhiêu tuổi nè. Đấy, đó, bệnh hạnh nè. Đó, thì Harry có thể nói là cái này thì cũng dùng được các bạn. Cái này á, là dùng cho độ tuổi là rất rất là đa dạng luôn. Nó không có Harry nghĩ là miễn là trên 13 tuổi thì dùng cái này là được rồi. Trên 13 tuổi là mình có thể là dùng cái này. Nhưng mà nói chung là các bạn khi dùng xong rồi thì mình làm cho nó thấm, sau đó thì mình dùng cái kem chống nắng là được, chẳng có cái gì cả. Nói chung là cái này thì tại vì cái này á, nó nhiều cái chất lắm. Cái này là dưỡng ẩm cũng có nè, sáng da cũng có nè, anti cái phần mà nếp nhăn cũng có nè, đó làm cho cái da nó dịu xuống cũng có nè. Giống như là khi mà mình đi ra nắng da đó, bị phỏng hay gì đó thì cái này dùng cái này được nè. Rồi dùng cho cái mụn á, những người mà bị mụn á thì nó cũng làm cho người ta cải thiện hơn. Đó, nói chung là Harry cảm thấy nha, Harry mỗi lần Harry dùng cái chai này, Harry thấy xài cũng lâu lắm, không có gì mà thấy. Harry thấy xài cái này cũng lâu, khá là lâu đó. Nhưng mà nói chung là các bạn đây thấy đó, bình thường là đây nè, đây là cái cách mà Harry chỉ cho các bạn này. Đó, trong đây phía sau các bạn có thấy cái này không? Đó, cái phần mà nó giống như make up, mà cái thùng dưỡng da mà nó tròn tròn vậy nè. Đó, ở đây thì nó có cái viết là số 12 12M, có nghĩa là các bạn phải dùng cái chai này trong vòng 1 năm. Thì các bạn mở cái này xong các bạn có thể dùng cái chai này 1 năm, nhưng mà nếu mà hơn 1 năm rồi thì các bạn phải vứt đi và các bạn phải mua cái hàng mới. Có những cái chai thì 6 tháng cũng có, những cái chai thì 12 tháng cũng có. Tức là nó tùy theo là cái trong cái thành phần của cái này nó có cái gì thì người ta mới xác định được là cái này có thể xài được trong vòng bao nhiêu tháng. Thì các bạn phải luôn luôn giữ đúng của cái thời hạn này, nếu mà hơn á, thì các bạn xài thì nó không có tốt da đâu. Đó nha. Đấy, còn bây giờ muốn hỏi gì nữa không? Mua ở đâu vậy chị? Thì Harry nghĩ là cái này là các bạn cứ search trên trên Facebook của Miu Skin là Harry nghĩ là sẽ có ạ. Nếu như các bạn không có biết thì lát có gì Harry xong cái livestream này thì Harry sẽ check in của cái link đó cho các bạn nào mà muốn mua, thì Harry nghĩ là vô trong đó thì các bạn có thể là mua được một cách rất là dễ dàng. Đó, thì thật ra giá cũng không có mắc, Harry thấy giá này cũng rất là ok, tại vì nó có thể xài được 1 năm, thì Harry nghĩ là giá đó là cũng không có ấy đâu. Các bạn chỉ đầu tư 1 tháng là vài chục ngàn đồng để cho da của mình nó khỏe hơn. Nói chung là rất là nhiều người rất là cảm thấy, Harry cảm thấy tiếc là nhiều người nói là khi già rồi, Harry nói lúc đó thì người ta mới là bắt đầu cải thiện, người ta làm cái gì đó kéo da hay gì đó, lifting hay gì đó thì nó sẽ cải thiện. Nhưng mà thật ra nha, cách tốt nhất các bạn thấy chưa thấy tín hiệu gì là các bạn phòng trừ hết, là nó sẽ kéo dài thiệt là dài. Đó là tại sao người Hàn Quốc, phụ nữ Hàn Quốc da rất đẹp, và nhìn cái độ tuổi người ta không thể so sánh được. Tại sao là cô này trên 30 tuổi mà vẫn nhìn thấy giống như hai mấy, do dưỡng da đó các bạn. Đó là các bạn phải biết cái đó đó. Nếu mà các bạn không có dưỡng da kỹ á, thì nó sẽ mau già. Đó là Harry phải nói cho các bạn là các bạn phải kỹ, chuẩn bị kỹ, thiệt là kỹ về phần dưỡng da. Nói chung là Harry cảm thấy quan trọng nhất là dưỡng da nè. Rồi dưỡng da, sau đó là kem chống nắng nè, sau đó là rửa mặt. Cái ba cái này là quan trọng nhất, không thể thiếu trong cái gì mà liên quan tới da.
các bạn muốn da khỏe thì phải giữ ba cái. Duy nhất một cái là dưỡng da, sau đó là kem chống nắng, sau đó là rửa mặt. Rửa mặt không kỹ nó cũng da hư, dưỡng da không kỹ cũng da nó không có tốt và da nó cũng sẽ nó mau già. Rồi kem chống nắng không có thì cái lão hóa nó chín chua, nó đắp vô mặt luôn đó. Nói chung là các bạn muốn giữ da giống như là diễn viên Hàn Quốc, rồi giống như Harry Won chẳng hạn, thì nó các bạn phải giữ đúng ba cái này đó. Đó, cái này là nó quan trọng lắm. Đấy, cái này là Harry chỉ có cho các bạn biết, những bạn mà đang xem livestream của Harry mà thôi. Đấy đó, và nếu mà các bạn nào mà có được điều kiện thì mình cũng đi chăm sóc da đó, giống như là một tuần đi một lần đi chăm sóc da để kiểu như là tẩy tế bào chết rồi này nọ, để cho nó cái dưỡng da nó thấm vô sâu da hơn đó. Mấy cái đó thì mình phải có cái máy móc đó, cho nên nó mấy cái đó nếu mà ai mà được điều kiện thì làm như vậy. Còn nếu mà không được điều kiện thì mình có thể là dùng cái chai Milk Skin hay là những cái kem chống nắng chẳng hạn, để cho nó mình làm tốt. Mà vậy nè các bạn ơi, nếu mà mình đi ra cái chỗ mà dưỡng da đó, sau đó thì mình làm make, làm xong mà một tuần có một lần à, một tuần một lần xong về nhà mình không làm gì hết, nó cũng bay hết. Cái quan trọng nhất là ở nhà mình take care cái da như thế nào, cái thói quen của hàng ngày nó làm như thế nào để cho da của mình nó khỏe mạnh hơn. Tao giống như là hôm nay Harry nha, Harry đánh cái nền foundation rất là mỏng, cực kỳ mỏng luôn, nhưng mà nó rất là không cần chê gì nhiều, nhưng mà cảm thấy rất là được, là do là Harry dưỡng da tốt. Nói chung là bây giờ nha, bên Hàn Quốc á, muốn biết ai có nhiều tiền thì nhìn cái da là biết liền luôn. Thì da là da người nào mà đẹp thiệt là đẹp là người đó là nhiều tiền, tại vì người đó sẽ xài cho cái da của mình, nó đầu tư tiền rất là nhiều đó. Nói chung là da đẹp có nghĩa là một cái ưu điểm của mình đó, một cái ưu điểm khủng khiếp. Giống như Harry đây thì bản thân Harry cũng có tuổi rồi, nhưng mà đi ra ngoài thì đâu ai biết là Harry nhiều tuổi như vậy đâu, hiểu không? Đấy, nãy giờ chồng mình nhắn tin anh xin cũng chưa ăn gì hết, anh xin chờ Harry, chắc là vừa mới tới ở dưới nhà rồi hay sao ấy. Đấy, ước gì đẹp được một phần nhỏ của chế. Harry nói lại một lần nữa nha, hồi xưa Harry không có đẹp đâu, không hề đẹp gì hết, nhưng mà bắt đầu Harry biết chăm sóc mình á thì Harry mới bắt đầu đẹp thôi, còn trước đó thì Harry không hề đẹp. Thì các bạn cũng có thể đẹp. Với lại vậy nè, Harry nói cho các bạn nha, thật ra cái mặt mũi nó sao á nó không quan trọng nha. Harry thấy vậy nè, đẹp thì cũng đẹp, nhưng mà da xấu là nó xấu hết. Da đẹp thì các bạn tự nhiên nhìn người đó đó, nhìn mặt người đó đó cảm thấy thiền cả và có gì đó nhìn nó trong sáng, hiểu không? Nói chung là cái da nó quan trọng lắm các bạn ơi. Có thể là cái mặt của mình nó không phải là kiểu như là đẹp đẽ như là diễn viên, nhưng mà da đẹp đó là người ta tự nhiên muốn nhìn hoài luôn á. Nói vậy đó, quan trọng lắm. Đấy, các bạn có xem Bố Già chưa? Đó, Harry cũng đi hỗ trường, Harry kiếm cái Milk Skin, Harry cũng phải xịt chăn anh xịn đó. Đó, nói chung là hồi xưa anh xịn cũng không có biết chăm sóc da gì đâu, Harry phải chỉ từng cái từng bước đó. Hỏi anh xin đi, muốn hỏi anh xin đi là Harry phải chỉ từng cái từng bước là anh phải cái này nè, xài cái này nó như thế nào nè, phải dưỡng da như thế nào. Rồi kem chống nắng hồi xưa anh xin cũng không xài kem chống nắng luôn, bắt đầu quen Harry rồi thì Harry mới chỉ từng cái. Lúc đầu thì anh xin cũng hay nói là thôi nó nhờn lắm, nó rất là dày, nó không khó chịu lắm, nhưng mà Harry nói là phải buộc xài, không xài anh sẽ mau già hơn em, anh già hơn em, anh thích anh gì thì anh cứ vậy đi. Xong rồi thì Harry, anh sẽ mới nghe lời Harry, xong rồi thì Harry Harry đưa cái sản phẩm anh nên xài cái này nè như thế nào nè đó, rồi thì mới bắt đầu anh xin xài đó. Chứ hồi xưa anh xin đâu có xài đâu, không có biết xài hết trơn luôn á. Và hồi xưa anh xin cứ nghĩ là không, cái này là Harry nghĩ là suy nghĩ chung của tất đa số người Việt. Đa số người Việt nghĩ là da mình không đẹp thì makeup che lại là được, nhưng mà thực ra các bạn nghĩ rất là sai. Một khi da đẹp, các bạn chỉ có nhấn nhá một chút xíu giống như là ma hồng với cái son này nọ thôi là đã đủ đẹp luôn. Da đẹp á là làm cái makeup
kiểu gì nhẹ thiệt là nhẹ, không cần che nhiều cũng đẹp luôn. Còn nếu mà một khi các bạn make up dày thiệt là dày, che hết thì sẽ nhìn rất là già. Và khi mà mình tẩy trang điểm xong chồng mình không nhận ra mình, đấy, nhục không? Đó, thấy chưa các bạn? Đó, cho nên có gì thì các bạn chăm sóc da làm ơn, chăm sóc da đi. Đấy, đó, rất là nhiều bạn họ, tại sao da Harry đẹp thế, tại sao vậy? Thì Harry nói luôn, nói thẳng luôn. Đó, dưỡng da, kem chống nắng, rửa mặt kỹ. Đó, thì các bạn có thấy là thấy được trong cái YouTube của Harry đó, Harry chăm sóc da như nào? Đó, thì các bạn có thể thấy được đó. Đó, nói chung là cái này á, là ai người nào mà bận rộn á, xài cái này thì rất là siêu tốt. Giống như là thiếu ngủ, mình đi làm việc nhiều quá, mình thiếu ngủ đi, hay đi quay rồi cho tới hả 2-3 giờ sáng mới xong, đi về nhà là 3 giờ hơn rồi, lúc đó mệt mỏi quá, ngủ muốn ngủ sớm rồi hả này nọ. Có thể là dùng cái này, dùng cái chai Milk Skin Harry xịt lẻ xong rồi thì mình ngủ luôn, buổi sáng đi làm việc mà mình trễ giờ chết rồi, rửa mặt lẹ lẹ, đánh răng xong rồi thì mình cũng xịt Milk Skin đi làm, rồi cảm thấy da nó bị khô quá cũng là Harry cũng xịt Milk Skin luôn. Nói chung là cái này nó tác dụng rất là nhiều cái tốt. Đó, thì các bạn có thể là xịt thử, xài thử đi, thì ai biết được đâu, giống như là da của Harry nó bong bong bừng mực vậy đó, thấy không? Đấy, đó thì các bạn có thể xài được. Em có thể cho chị biết sản phẩm nào không? Thúy Oanh, chị Thúy Oanh. Nói chung là chị cứ mua thử cái Milk Skin thử xem. Giá cũng không có giá kiểu như là ấy đâu, giá này là xài, giá này rất là ok. Giá này thì em thấy mấy trăm ngàn là chị mua được đó. Chị vô cái trang của cái Milk Skin là chị có thể tham khảo được cái giá, và chị có thể dùng thử đi thì chắc chị hiểu được. Tại vì bình thường là mấy cái xịt khoáng á, xịt xong là nó da nó khô, nó không có bị cảm giác là dưỡng da, mà da nó lúc đầu xịt á thì cảm thấy nó mát, nhưng mà sau đó thì có gì đâu, cảm giác là nó khô từ trong. Còn cái này thì nó làm bằng cái gel á, cho nên nó dưỡng vô trong luôn, chứ nó không có lấy cái chất ẩm nó ra ngoài đâu. Đó, thì các bạn có thể dùng cái này đấy. Em rửa mặt mãi mà không trắng. Các bạn phải luôn cái này nè, phải biết cái này nè. Trắng da, cái gì mà xài mà nó trắng da liền là cái đó là không có tốt. Còn cái dùng từ trắng da của người Hàn Quốc người ta dùng á, là cái đó là da nó trong sáng, mình dùng từ da trong sáng nó đúng hơn. Da của mình nó hơi bị đục gì đó, làm cho nó da nó trong sáng, có gì đó nhìn nó sáng sủa hơn. Chứ da của mình mà nó trắng liền là không có đâu. Mà da mình nó đang đen mà nó trắng liền là đều là những cái đó nó chứa được những cái chất không có tốt. Cho nên các bạn nên né những cái sản phẩm nào mà người ta nói là cái này làm xong là nó trắng liền là các bạn không nên dùng. Kể cả các bạn đi chích cái thuốc dịch đó, dịch mà trắng da đó, cái đó cũng là không phải là trắng da trắng da liền, mà nó làm cho nó trong sáng da nó đúng hơn. Đó, dùng từ trong sáng da nó đúng hơn là trắng da đó. Mà cái đó cũng là phải chích nhiều lần thì mới bắt đầu trắng dần dần, chứ không phải là chích một lần là trắng liền. Trời ơi, nó xạo kẽ hết đó. Đừng có tin mọi người ơi. Cho em xin cái tên sản phẩm thì Harry nói luôn là Milk Skin. Đây, các bạn có thấy không? Đấy, đó, Milk Skin nha. Đấy, đó, Milk Skin nè. Đấy, nói chung là cái này á, thì các bạn nghe nói là cái này là mua trong thuốc tây cũng có đó, tiệm thuốc tây cũng có bán luôn. Nói chung là các bạn cứ vô trong đó coi thử xem ha, vô trong cái Milk Skin thử xem thì các bạn sẽ biết liền. Còn bây giờ thì bây giờ rưỡi rồi các bạn ơi. Harry đã hẹn với chồng mình là 7:30 và hồi nãy anh xịn có gọi cho Harry, chắc là hối Harry xuống đó. Bây giờ thì Harry sẽ đi ăn cơm chung với chồng mình đây. Hơn 2 tuần rồi giờ mới đi ăn chung mọi người ơi, vui quá đi. Đây, đúng rồi đó. Thôi, mọi người ơi, có gì thì lần sau chúng ta gặp lại nha.
Bye bye mọi người. Có gì thì Harry sẽ đi về Mỹ. Ngày mai là Harry đi Mỹ rồi. Có gì đi Mỹ xong rồi Harry cũng sẽ quay xong rồi thì sinh hoạt của Harry như thế nào, qua bên Mỹ thì nó như thế nào, Harry sẽ quay xong rồi thì Harry sẽ up lên trên YouTube, kênh YouTube của Harry On để cho các bạn biết ha. Rồi bye bye mọi người. Chúc mọi người giữ gìn sức khỏe là mơ, rửa tay kỹ, đeo khẩu trang khi ho. Cũng phải đeo khẩu trang, mà khi ho đeo khẩu trang xong là ho ho không được. Các bạn đeo khẩu trang xong nha, tao để là khẩu trang đi, thì các bạn lúc mà ho thì các bạn gì nè, đó là lấy cái vải lần ở đây nó che thêm một lần nữa cho chắc ăn. Nói chung là sức khỏe của mình thì mình phải giữ gìn. Thực ra người trẻ thì cũng được, nhưng mà mình cũng phải nghĩ tới cho gia đình mình, giống như là ba mẹ mình rồi hả, con cái. Nhà nào mà có con cái nhỏ tuổi thì bình thường là cái miễn dịch, nó hệ miễn dịch rất là yếu, thì mình phải nghĩ tới cho những gia đình của mình đó. Cho nên ai ho thì cũng phải nhớ những cái này. Trời ơi, ra ngoài muốn ho là không được đâu nha mọi người nha. Thôi bye bye mọi người nha, bye bye.